Hello everyone, welcome back to Utica Now Michigan channel. Thank you very much to support Utica Now Michigan at YouTube. Today I would like to show you how the flower so beautiful in my backyard. Hopefully you enjoy the video. Take your time to enjoy the video. Remember to subscribe Utica Now Michigan. Like, share for your family. You have a wonderful day. Make sure you are beautiful and happy. We see you at the next video. Bye bye. Utica Now Michigan mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày vui khỏe, trẻ đẹp. Hôm nay Utica Now Michigan mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm vườn hoa ở nhà của Utica Now Michigan. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa luôn luôn theo dõi, ủng hộ tinh thần của gia đình Dũng Sự. Bây giờ là thời gian Utica Now Michigan mời quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa hãy bấm nút đăng ký kênh Utica Now Michigan, cũng như là hãy share và bấm like kênh của Utica Now Michigan để cho bạn bè, những người thân yêu của mình xem cho vui nha. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng nghe tin tức của ngày hôm nay. Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Putin, bài viết của tác giả Thu Minh, thư ký báo chí Nhà Trắng Catherine Jean Peres tuyên bố Mỹ sẽ không để Nga vượt mặt những nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Theo hãng tin RT, phát biểu trong cuộc họp báo hôm ngày 2 tháng 10, bà Jean Peres khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bà cũng phủ nhận thông tin sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây dành cho Ukraine đang suy yếu. Có một liên minh quốc tế rất mạnh đằng sau Ukraine, và nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông ấy có thể vượt mặt chúng tôi, ông ấy đã nhầm, ông ấy đã sai, bà Jean Peres nói. Cũng theo thư ký báo chí Nhà Trắng, một gói viện trợ khác sẽ sớm được chuyển cho Ukraine. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tiến trình chuyển giao cũng như nội dung khoản hỗ trợ quân sự sắp tới không được tiết lộ. Tuyên bố của bà Jean Peres được đưa ra sau 2 ngày Quốc hội thông qua dự luật được thiết kế để cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau tháng 9 và tránh bị đóng cửa. Tuy nhiên, dự luật này không bao gồm bất kỳ khoản viện trợ nào cho Kyiv. Bà Jean Peres cũng đã thúc hối Quốc hội Mỹ cần hành động nhanh chóng. Cũng trong ngày 2 tháng 10, Lầu Năm Góc cảnh báo các hạn chế về ngân sách có thể ảnh hưởng đến khả năng Mỹ cung cấp viện trợ cho Kyiv và bổ sung vào kho vũ khí của Mỹ. Nếu các yêu cầu tài trợ không được đáp ứng, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ buộc phải hạn chế cung cấp cho Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng nói với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer rằng Kyiv có thể bị thua nếu không nhận được các khoản viện trợ kịp thời. Utica Now Michigan sẽ đọc tin tức tiếp theo. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dọa từ chức nếu Tổng thống Biden can thiệp vào vụ ông Trump. Bài viết của tác giả Thanh Thảo. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết ông sẽ từ chức nếu Tổng thống Joe Biden yêu cầu can thiệp vào cuộc điều tra cựu Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của kênh CBS, ông Garland cho biết ông không có liên lạc gì với Tổng thống hoặc chính quyền của Tổng thống về cuộc điều tra cựu Tổng thống Trump. Ông lưu ý ông Biden chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào quá trình điều tra vụ ông Trump. Tôi chắc chắn sự can thiệp của ông Biden sẽ không xảy ra. Nếu cần, tôi sẽ từ chức. Nhưng trên thực tế, nếu điều đó xảy ra, sẽ chẳng ích gì, Bộ trưởng Garland nói. Ông cũng nhấn mạnh tất cả các công bố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đều vô tư. Họ không cho phép đảng phái đóng bất kỳ vai trò nào trong các quyết định. Ông Garland nói thêm, theo NBC News, cựu Tổng thống Trump sẽ tự nguyện đến tham dự phiên tòa ở New York vào ngày 2 tháng 10 giờ địa phương để giành lại tên tuổi của mình. Sáng mai tôi sẽ ra tòa để giành lại tên tuổi và danh tiếng của mình, ông Trump viết lên mạng xã hội Truth Social hôm ngày 1 tháng 10. Phiên tòa ngày 2 tháng 10 là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Tổng trưởng lý bang New York,
Letitia James, người cáo buộc ông Trump và công ty của ông thường xuyên khai gian về tài sản trong báo cáo tài chính. Bà James, thành viên đảng Dân Chủ, yêu cầu mức phạt 250 triệu USD và lệnh cấm kinh doanh ở New York trong vụ kiện chống lại ông Trump. Utica Now Michigan sẽ đọc tin tức tiếp theo. Ông Trump xuất hiện tại tòa án ở New York, bài viết của tác giả Thanh Thảo. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại tòa án New York để tham gia phiên xét xử về cáo buộc khai gian tài sản trong báo cáo tài chính. Theo hãng tin TASS, ông Trump xuất hiện tại tòa án bang New York ở Manhattan vào sáng ngày 2 tháng 10 giờ địa phương, tức là tối cùng ngày giờ Việt Nam. Đây tiếp tục là cuộc săn phù thủy lớn nhất mọi thời đại. Ông Trump tuyên bố trước báo giới. Theo ông Trump, vụ kiện và nỗ lực gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đồng thời, ông cáo buộc tổng trưởng lý New York Letitia James đang cố gắng hãm hại mình vì ông đang thể hiện rất tốt trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận. Bà Anila Harper, luật sư đại diện cho ông Trump, cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu với hy vọng về luật pháp và trật tự tại tòa án. Tôi không có niềm tin với hệ thống tư pháp, nhưng rất tin tưởng vào ông Trump, bà Harper nói thêm. Trong khi đó, bà James, người đệ đơn kiện ông Trump, cho rằng không ai đứng trên luật pháp. Luật pháp rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất mỏng manh. Vụ kiện của tôi sẽ chứng minh điều đó, bà James nói. Cuối tháng 8, bà James công bố tài liệu cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ gian lận kinh doanh khi thổi phồng giá trị tài sản với một số ngân hàng, công ty bảo hiểm nhằm hưởng lợi từ các khoản vay và bảo hiểm. Utica Now Michigan sẽ tiếp tục đọc tin tức. Lý do ông Trump tự nguyện tới tòa án New York, bài viết của tác giả Thu Minh. Việc ông Trump tự nguyện tới tòa án New York hôm ngày 2 tháng 10 không chỉ được xem là điểm đến thúc đẩy chiến dịch tranh cử tổng thống, mà còn thể hiện dấu ấn bản thân. Hôm ngày 2 tháng 10, ông Donald Trump đã có mặt tại tòa án bang New York, Mỹ để tham gia phiên xét xử về cáo buộc khai gian tài sản trong báo cáo tài chính. Khi được hỏi tại sao lại trực tiếp xuất hiện tại tòa án New York, ông Trump đã nhắc lại tuyên bố quen thuộc, bởi vì tôi muốn đích thân xem cuộc săn phù thủy này. Săn phù thủy là cụm từ ông Trump thường xuyên sử dụng để mô tả các vụ điều tra mà kiện tụng nhắm vào ông, mà theo ông là hành vi vu khống. Chia sẻ với CNN, một số nguồn tin cho biết chuyện ông Trump tự nguyện tham dự phiên tòa là do các cáo buộc đã nhắm tới những thứ mà cựu Tổng thống Mỹ vô cùng coi trọng, gồm công việc kinh doanh và thương hiệu cá nhân. Họ đang đánh vào chỗ đau của ông ấy. Một nguồn tin nói thêm, ông Trump cũng đã công khai thể hiện sự tức giận trong lúc bước vào và rời khỏi phòng xét xử hôm ngày 2 tháng 10, cũng như dừng lại nói chuyện với các phóng viên nhiều lần. Vào tháng 9 năm 2022, Tổng trưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện ông Trump cùng các cộng sự của ông với cáo buộc thổi phồng tài sản với các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm hưởng nhiều khoản vay hợp đồng bảo hiểm có lợi. Số tiền bị đổi giá được cho vào khoảng 812 triệu đến 2,2 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2021. Tới ngày 30 tháng 8, bà James công bố tài liệu chỉ ra rằng kế hoạch khai khống tài sản của ông Trump đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD. Sau đó, vào ngày 26 tháng 9, thẩm phán Arthur Engoron của tòa án New York cũng phán tội gian lận đối với ông Trump và hai người con trai Donna, Jr. và Eric. Theo ông Engoron, hành vi định giá quá cao đã diễn ra tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida, căn penthouse trong tòa Trump Tower tại Manhattan, cùng nhiều tòa nhà văn phòng và sân golf khác. Điển hình dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump được cho bị đổi giá lên tới 612,1 triệu USD, nhưng giá trị thực trên thị trường không quá 27,6 triệu USD. Thẩm phán Engoron cũng đưa ra phán quyết ông Trump tạm thời bị tước quyền kiểm soát các bất động sản ở New York. Ông Trump sau đó đã vô cùng tức giận và khẳng định không hề phạm tội gian lận, cũng như cho rằng sự việc trên có động cơ chính trị. Khi có mặt ở New York hôm 2 tháng 10, bất chấp những lời khuyên, ông Trump vẫn liên tục có những lời lẽ công kích Tổng trưởng lý James và thẩm phán Engoron. Ông Trump cáo buộc bà James đang cố gắng hãm hại mình
do ông đang thể hiện rất tốt trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo CNN, ông Trump đã nói với những người thân thiết nhất với mình rằng ông không quan tâm đến bất kỳ thẩm phán nào trong các vụ án mà ông đang phải đối mặt tìm cách trừng phạt mình, bởi theo ông điều đó sẽ có lợi cho ông về mặt chính trị. Còn Tổng trưởng lý James đã đề xuất khoản tiền phạt 250 triệu USD, đồng thời cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh của ông Trump cùng hai con trai tại New York và cấm họ tham gia thị trường bất động sản ở bang này trong vòng 5 năm. Theo hãng tin Reuters, trong vụ kiện dân sự này, ông Trump không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt hình sự nào. Tuy nhiên, ông Trump có thể phải chịu những hậu quả đáng kể về tài chính và kinh doanh. Utica Now Michigan sẽ đọc tin tức tiếp theo. Tổng thống Biden mệt mỏi kêu gọi lưỡng đảng Mỹ hợp tác. Bài viết của tác giả Việt Dũng. Tổng thống Mỹ Joe Biden mệt mỏi trước việc chính phủ suýt phải đóng cửa, kêu gọi đảng Cộng hòa hợp tác trước khi dự luật ngân sách tạm thời hết hiệu lực. Theo Reuters, ngày 1 tháng 10, Tổng thống Biden đã lên tiếng thúc giục các nghị sĩ đảng Cộng hòa thông qua dự luật tăng cường viện trợ cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông mệt mỏi và phát ốm trước tình hình chia rẽ chính trị khiến chính phủ suýt phải đóng cửa. Tôi kêu gọi những người bạn ở đảng Cộng hòa tại Quốc hội đừng đợi chờ. Không nên lãng phí thời gian như mùa hè vừa qua. Hãy thông qua một dự luật ngân sách kéo dài một năm. Hãy tôn trọng những thỏa thuận mà lưỡng đảng đạt được vài tháng trước, ông Biden nói. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng cam kết ủng hộ khai áp của Washington sẽ không thay đổi. Người dân Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, ông Biden cho biết. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong vòng 45 ngày, tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Dự luật này bao gồm 16 tỷ USD hỗ trợ thảm họa liên bang, nhưng không bao gồm khoản tài trợ 6 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine. Tuy vậy, Tổng thống Biden tiết lộ rằng các thành viên đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng để thông qua dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta không thể cho phép sự ủng hộ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Tôi mong đợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ giữ lời hứa về việc cung cấp cho Kyiv sự hỗ trợ cần thiết, ông Biden nói thêm. Utica Now Michigan chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn gần xa luôn luôn đồng hành với Utica Now Michigan trên mọi nẻo đường. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã bấm nút đăng ký kênh Utica Now Michigan và cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã bấm like, bấm share. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã nghe hết bản tin tức cũng như là đã xem hết video của mình. Utica Now Michigan sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.